Dạ hello, xin chào tất cả các anh chị đã quay lại trở lại với kênh Huyền Xe Cũ Sài Gòn của em nha. Một chiếc xe giá rẻ dưới 250 triệu đã có mặt tại công ty Citycar của em rồi. Đó là chiếc Ford Fiesta đời 2011, đây là phiên bản 1.5 số tự động nha các anh chị nha. Hôm bữa em có một chiếc Ford Fiesta 7.0 Sport thì xe đó chỉ trong vòng khoảng 3 ngày là khách đã lên lấy rồi. Và thì hôm nay thể thì yêu cầu nhiều anh chị là tìm dòng xe giá rẻ nhưng mà 5 chỗ dạng hatchback nhỏ gọn thì đây chính là chiếc xe mà các anh chị cần tìm đây. Đó là chiếc Ford Fiesta này nha các anh chị nha. Xe thì đây là xe đúng chiếc xe gia đình luôn, ô tô chạy được 133.000 km nha các anh chị nha. Biển số 63 ở Tiền Giang. Thì xe thì chắc chắn xe cũ thì phải có dặm vá, nhưng mà bên em thì cam kết với các anh chị là xe không đâm đụng ngập nước tới xưa nha các anh chị nha. Em sẽ bật cái phần đèn này lên cho các anh chị xem nha. Đó, đèn rất là sáng luôn ha. Tuy là đời 2011 nhưng mà chất xe chạy êm lắm các anh chị. Chạy rất là êm luôn. Cốp xe cũng rất là rộng nha các anh chị nha, chứ không có chật nha. Cốp xe cực rộng đó, các anh chị thấy nè, cực rộng rãi luôn. Xe được gắn cảm biến sau luôn nha các anh chị. Đó, có cảm biến sau, có camera lùi nha các anh chị nha. Khách thì đã trang bị một cái màn hình nhỏ, có tích hợp là hướng dẫn chỉ đường luôn nha các anh chị nha, Việt Map. Yeah. Bánh thì 4 bánh đã được thay mới đời 2020 rồi nha các anh chị. Xe cũng đã được trang bị sẵn cái ghế da luôn rồi. Dạ. Yeah. Nói chung chiếc xe gia đình cho nên cái anh này anh chạy cũng em thấy chiếc xe ở bên trong nội thất cũng còn rất là ok. Này ha. Nói chung thì chiếc xe tầm giá rẻ tầm khoảng 200 hơn tí xíu mà có một chiếc xe như thế này thì chạy. Đây là cái màn hình nè các anh chị. Đó, đó là cái màn hình nha. Có hướng dẫn chỉ đường ha, điều hướng, có camera trước và camera sau luôn nè các anh chị. Đó, camera trước, quay trước và camera sau luôn nha các anh chị nha. Ở cái trên màn hình này có tích hợp một cái màn hình nhỏ trên luôn, camera lùi luôn, điều hòa tự động nha các anh chị. Xe có 200 hơn tí xíu à, 200 hơn tí xíu thôi là có xe số tự động chạy rồi. Để mở phần khoang máy cho các anh chị xem. Ốc ác là đảm bảo là còn nguyên zin nha. Máy là còn nguyên zin, hộp số còn nguyên zin nha. Phát hiện hạ máy em sẽ trả tiền lại cho các anh chị luôn nha. Đây em sẽ quay cái phần khoang máy. Đây là phần khoang máy của xe ha. Đây là phần khoang máy. Thì cam kết là sẽ không đụng tới xưa nha các anh chị nha. Còn va quẹt nhỏ, chày xước sơ ở phía bên ngoài thì xe hơi không có xe nào mà nó tránh khỏi được vấn đề đó hết trơn á. Dạ. Đó, cho nên là các anh chị cứ kêu em cam kết thì em vẫn sẽ cam kết với anh chị là không đâm đụng ngập nước tới thời điểm bàn giao xe cho các anh chị nha. Còn mấy cái này là cái gì với anh chị là cái đèn á. Dạ, đèn thì ảnh dán, anh bắn cái silicon lên để cho nó chắc cái phần đèn với lại cái phần hai cái đèn với lại cái phần khớp á nha các anh chị nha. Đó. Đó, đây là keo không chứ không có gì đâu nha các anh chị, đây là keo thôi. Đó, em tháo ra nè. Đó, keo. Ốc là còn nguyên zin nè, đó. Nói chung mà giá tầm khoảng 200 hơn mà có một chiếc xe như thế này thì cũng rất là đẹp rồi, cũng rất là ok rồi. Và ngoài ra thì khi các anh chị mua xe bên em thì các anh chị cứ yên tâm vì em có phiếu bảo hành đàng hoàng cho mình nha các anh chị nha. Và nếu một thời gian các anh chị chạy mà các anh chị muốn bán xe hoặc là muốn đổi lên cái dòng xe nào khác bên em thì bên em vẫn hỗ trợ cho tất cả các anh chị nha. Nên các anh chị cứ yên tâm khi mà sử dụng xe bên em. Đó. Rồi các anh chị nào mà đang có nhảy quan tâm những tìm những cái dòng xe giá rẻ dưới 400 hoặc dưới 200 hoặc dưới 300 thì cứ liên hệ với em nha. Qua số điện thoại 0902600126 em để góc dưới màn hình nha. Các anh chị nhớ bấm like và đăng ký kênh của em để theo dõi những video clip tiếp theo về những dòng xe bên em nha. Cảm ơn các anh chị đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị.